nhau chính đã có cái quá trình rồi thì anh yên tâm. Anh hài lòng không? Tương đối nó cũng được, bởi vì thực tế là mình theo dõi rồi. Vâng, em phục vụ nhiệt tình, đón tận nơi. Theo dõi làm ăn công tế công việc. Vâng. Với thật sự anh em này, bây giờ đây là mình chỉ là cái sự đam mê nghe và chơi thôi. Vâng. Còn để mà để thưởng thức thì anh tham khảo nhiều kênh chưa? Nhiều người chỉ biết là nghe chứ chưa biết thưởng thức. Anh tham khảo nhiều kênh chưa? Anh vào chỉ có vào bên này bên vâng bên bọn bên Hà Nội thì mình chỉ xem thôi, còn thích thì không dám chơi. Vâng. Bộ nó lại tỷ hơn tỷ, Anh Quốc một tay loay là dòng 600-700 triệu một đôi loa, cả bộ nó trên tỷ đâu cái dây gì, nói chung là so nó vô cùng lắm, so vô cùng lắm. Vâng. Mình đây mình chỉ gọi là theo cái túi tiền mà tầm này là nghe. Vâng. Được rồi, chất lượng được rồi, được hỏi gì nữa, công nghệ 4.0 nó mới được rẻ này. Ngày xưa mình chỉ có ấy. Ngày xưa mình có. Vâng. 09974. Vâng, anh Khoa, anh ở Bắc Ninh sang, đi xe buýt sang đến 133 phố Trường Đoan Đông Biên Hà Nội để cho mình bộ kênh karaoke về trước Tết đấy ạ. Vâng, cũng khá là vất vả. Ê, khi mà anh đi Khoa, anh Khoa. Anh Khoa. Vâng. Đấy. Anh đi xe buýt xuống đến bến Sơn Lâm và bên em đã ra đón anh. Vâng, anh lấy cho mình một bộ hình karaoke chuyên nghiệp. Vâng, rất là cảm ơn anh Khoa. Đây, anh đang ghi hóa đơn. Vâng, bộ này nghe hay không anh? Nói chung là nghe được, số tiền như này là nghe được. Hay, quá hay luôn. Cái gì đấy, mình đòi hỏi mức độ thôi. Vâng. Chất lượng này được rồi. Đấy, anh rất là hài lòng. Vâng, thì em biết là hài lòng về những sản phẩm là em sẽ quay ra đây ạ. Vâng, các bác có thể thấy một đôi loa JBL G4000 này. Gần Tết rồi, cuối năm rồi, những đôi loa JBL G4000 đang rất là khan hàng. Những bác nào may mắn lắm sở hữu được những đôi loa JBL G4000, bát 30, sở hữu 7 loa trên một thùng, thiết kế màu xám, gỗ vân thông rất là đẹp. Đó, đây là hàng mới nhập khẩu Đài Loan, hàng rất là chất lượng. Và đã kết hợp với một con đẩy liền vang DSX7, cũng là một màu đen. Không gian nhà anh thích màu đen và anh lấy cho mình con đẩy liền vang DSX7. Vâng, đôi loa JBL G4000 9 triệu này, một đẩy liền vang DSX7 7 triệu này. Và anh lấy thêm cho mình một con SUV WeWood 560 Plus cũng màu đen luôn, màng poly black cao cấp bát 30. Thì đó là những sản phẩm mà anh Khoa Bắc Ninh anh đã chọn lựa cũng như là tham khảo rất là nhiều kênh rồi. Và anh tìm hiểu rất là kỹ và anh đến với Zika Audio. Đấy, anh cũng thưởng thức bộ này thời gian vừa rồi bên em có test cho anh nghe trực tiếp tại công ty. Đó. Đó. Riêng cái bộ này là chúng ta có thể nghe nhạc và hát karaoke rất là tốt, vì đây là dòng loa thế hệ mới của JBL tích hợp cho khu vực châu Á để người Việt Nam chúng ta thiên về hát karaoke nhiều hơn và là nghe nhạc. Vì thế mà cái công nghệ ở những cái đôi loa cao cấp hiện nay ở những dòng loa full đã được tích hợp vào trong đôi loa JBL G4000, vì thế chúng ta hát rất là ngọt ngào, tiếng rất là bay, vì nó sở hữu hai loa chung, tiếng chung rất là rộng. Anh đang chuẩn bị chuyển khoản cho bên em đấy ạ, và anh không dùng tiền mặt, anh đang chuẩn bị chuyển khoản cho bên em. Và mọi thông tin chi tiết các bác nào mà muốn đặt những bộ hình karaoke chuyên nghiệp và giá cực kỳ phù hợp vào dịp cuối năm thì hãy liên hệ cho bên em theo hai số hotline trên video, và địa chỉ của bên em nằm ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội ạ. Bên cạnh đó thì bên em vẫn còn những mẫu súp điện nhé, 30-40, các bác có thể tham khảo cũng lấy cho mình những bộ con súp phù hợp nhé, và những đôi loa thùng này, Pioneer Set F75 này, những đôi loa WeWood VK312 này, những đôi loa Pioneer Set 88 này, đó các bác ạ, và những đôi loa WeWood G1000 bản đen này.